Vâng ạ, điểm đến tiếp theo là một nơi rất là đặc biệt, không phải ai cũng biết đâu ạ. Nhiếp ảnh gia Lê Bích thì được mọi người gọi là Bích giếng làng bởi vì anh đã đi khắp Việt Nam để tìm hiểu và chụp ảnh rất nhiều giếng nước di sản. Trong đó có một giếng nước mang tên Bác Hồ ạ, nằm ngay ở phủ Tây Hồ ở Hà Nội. Giếng này có gì đặc biệt ạ anh Bích? Đằng sau chiếc giếng này còn một câu chuyện. Bác Hồ năm 1962 thì đến thăm một lớp mẫu giáo và đã dùng tiền lương của mình để tặng dân làng để xây một chiếc giếng. Vâng. Mà đây này. Chính là những cái người năm xưa được gặp Bác Hồ rồi đấy. Con chào bà, con chào các bác, các cô ạ. Hôm nay là nhân dịp ngày kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ, cô cháu chúng tôi ngày xưa là đến để nhớ ngày lại kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm. Thế hơn 50 năm rồi mà bà với cả các cô các bác vẫn ở quanh khu này ạ? À? Dạ vâng ạ. Hôm đấy là tôi đang cho các cháu tập thể dục ở ngoài sân. Bác Hồ hỏi chuyện xong rồi thì là Bác Hồ cho mỗi cháu hai cái kẹo. Và hai cái kẹo hải hà vuông vuông. Hai cái kẹo hải hà vuông. Ngon lắm. Dạ. Bác Hồ chia kẹo cho tôi thì mắt tôi bị đau mắt. Thì bác mới thấy bác điều một bác sĩ ở bệnh viện mắt trung ương đến điều trị tại nhà ở phủ Tây Hồ này. Xong là bác hỏi là ăn giếng gì mà như này thì cũng nói là ăn giếng đất và nước Hồ Tây. Thế bác bảo thế là không được. Chính tay bác đã bỏ tiền lương của bác ra và xây cho xóm Quảng Khánh xưa một cái giếng. Chính là chiếc giếng này. Chính là chiếc giếng này cho cả nhân dân Quảng Khánh. Sau khi tìm hiểu về chiếc giếng thì tôi cũng được biết là có một bài thơ rất hay cũng về chiếc giếng Bác Hồ này. Và bài thơ cũng tên là Giếng nước Bác Hồ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rất nổi tiếng, là tác giả của bài thơ Hương Thầm. Hôm nay tôi cũng mời cô Phan Thị Thanh Nhàn đến đây để đọc thơ cho mọi người nghe ngay bên giếng. Vâng, cô thấy quý hóa quá thế. Nhân dịp này thì là cô có thể cho mọi người nghe lại bài thơ đấy được không ạ? Hồi đó là tôi làm báo Hà Nội mới và những cái tin tức như là bác về thăm Quảng An rồi bác xây giếng cho nhân dân ở đây là tôi đều biết. Và năm 69 khi bác mất thì tôi nghĩ đến cái chuyện đấy rất là xúc động. Tôi đã viết bài thơ Giếng nước Bác Hồ để tôi xin đọc. Làng con nghèo ở ngoài ô, một chiều vui được Bác Hồ tới thăm. Bác xem chỗ ở, chỗ ăn, đến bên giếng đất ân cần bác khuyên. Làng ta rồi phải sạch hơn, giữ cho đôi mắt như gương trăm ngần. Bác về gửi gạch tặng dân, giếng đầu tiên ấy ở sân đình làng. Tròn xoe dưới một tán vàng, ôi dầu nước mát đầy tràn thương yêu. Lòng cha chia khắp xóm nghèo, thẳm sâu mạch nước trong veo giếng này. Cả làng đau mắt xưa nay, bác về như có bàn tay diệu kỳ. Tình thương lòng bác chở che, giếng khơi trong vắt bốn bề khơi lên. Bác cho con gái mắt huyền, cụ già mắt sáng, trẻ em mắt tròn.